Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Đi An Toàn Về Hạnh Phúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin cảm ơn nhà tài trợ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bạn Uống Tôi Lái đã đồng hành cùng với chương trình. Và xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng chào đón ba đội chơi ngày hôm nay. Đội đầu tiên đến từ trường cao đẳng FPT Polytechnic, đội đỏ. Đội thứ hai đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đội vàng. Và đội cuối cùng đến từ trường Đại học Văn Hiến, đội xanh. Xin chào ba đội chơi của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ làm quen với nhau một chút xíu. Anh sẽ nhờ đội đỏ là đội đầu tiên giới thiệu về đội của mình. Em tên là Thu Thảo. Em tên là Thanh Hằng ạ. Chúng em đến từ trường cao đẳng FPT Polytechnic với slogan là chỉ có nhất không có lùi, chơi hết mình giành chiến thắng. Yeah, hay quá. Chỉ có nhất không có lùi, giống như điểm số hôm nay của chúng ta. Chỉ có tiến mà không có lùi, đúng là các bạn sẽ không bị trừ điểm nhưng có thể bị giữ nguyên số điểm. Tiếp theo là đội vàng, xin mời đội vàng. Minh Thiện và Thanh Thảo xin được gửi lời chào đến anh Phương Nam, các đội thi và quý vị khán giả đang xem chương trình Đi An Toàn Về Hạnh Phúc ạ. Hôm nay đến với chương trình là đi thi vui về có giải. Chắc chắn có giải và chắc chắn có phần thưởng, quan trọng là vị trí thứ mấy thôi. Và xin mời hai bạn của đội xanh. Dạ, em xin chào anh Phương Nam ạ. Xin chào hai đội chơi và tất cả mọi người ạ. Em tên là Khánh Duy và hôm nay là bạn của em. Em tên là Chí Linh ạ. Và chúng em đến từ trường Đại học Văn Hiến. Và hôm nay chúng em mang đến chương trình một câu slogan, đó là Đại học Văn Hiến chơi cống hiến. Bạn cống hiến còn em thì không hả? Bây giờ cho anh một cái gì đó mà nó dứt khoát, 1, 2, 3 mình thể hiện tinh thần đội chơi được không? Rồi, chốt chưa? Dạ. 1, 2, 3 quyết thắng. Đó, nó vẫn chưa có đều lắm nhưng mà ít ra là năng lượng hơn rồi. Vậy thì xin mời quý vị khán giả cũng như các đội chơi, chúng ta cùng tiến vào vòng 1 thắc mắc ngã tư. Tổng cộng có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ba đội có 10 giây để bấm chuông giành quyền trả lời. Đội trả lời đúng đầu tiên nhận được 20 điểm. Đội trả lời đúng thứ hai nhận được 10 điểm. Nếu trả lời sai thì đội thứ ba mất quyền trả lời. Cùng nhau chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Hiện nay phổ biến nhất là lỗi đi sai làn đường, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt. Xin mời đội xanh. Dạ em xin chọn đáp án A. A là đáp án chưa chính xác. Xin mời đội đỏ. Dạ, đội em xin trả lời là đáp án B ạ. B, 300 đến 500 ngàn đồng là đáp án chưa chính xác luôn. Câu trả lời là C, 400 đến 600 ngàn đồng. Hai đội kia rất nhanh nhưng mà chúng ta chưa có điểm trong câu này. Câu hỏi số 2, biển nào sau đây sai? Xin mời đội đỏ. Em trả lời là D ạ. D, chính xác. Chúc mừng đội đỏ với 20 điểm đầu tiên. Câu thứ 3, khi dừng đổ xe trên đường phố hẹp, đội vàng đã bị mất quyền ưu tiên trả lời. Khi dừng đổ xe trên đường phố hẹp, hai ô tô ở hai bên đường phải cách nhau tối thiểu bao nhiêu mét? Xin mời đội xanh. Dạ A. A, 5 mét là đáp án chưa chính xác. Xin mời đội đỏ. Dạ đáp án C ạ. C, 15 mét là đáp án chưa chính xác. Đội vàng lại lắc đầu. 20 mét là đáp án chính xác. Câu D nhưng không phải lượt của mình. Thật là đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 4. Câu số 4 có nội dung như sau. Khi tham gia giao thông, xe của bạn đi với tốc độ thấp thì phải như thế nào? Xin mời đội vàng. Câu C ạ. C, những cái gật đầu rất chắc chắn và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội vàng với 20 điểm đầu tiên. Đội vàng và đội đỏ hiện đều đang có 20 điểm. Đội xanh, ráng lên. Câu hỏi tiếp theo. Đúng vậy, đây là câu hỏi nhân 2 số điểm. Tức là nãy giờ tụi em trả lời mỗi câu sẽ có 20 điểm đúng không? Bây giờ câu này nếu trả lời đúng chúng ta sẽ có 40 điểm. Hoàn thành thông tin của biển báo 441A dưới đây.
Xin mời đội đỏ. Trời ơi. 3, dạ, 2, công trường. A. A, công trường là đáp án chính xác. Chúc mừng đội đỏ 40 điểm. Đến với câu hỏi số 6. Người đủ bao nhiêu tuổi được phép lái xe ô tô 30 chỗ? Đội xanh. Dạ, 3. Câu C ạ. C, 24 tuổi. Đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng đội xanh. Hay quá, có điểm rồi. Tiếp tục. Câu 7. Khi xuống dốc muốn dừng xe, thứ tự việc người lái xe cần làm. Xin mời đội đỏ. 3. Suy nhanh phải. Dạ, D. 1. D. D, xi nhanh phải di chuyển về phải, đạp phanh sớm mạnh là đáp án chính xác. Chúc mừng đội đỏ. Cùng nhau đến với câu tiếp theo. Vạch nào sau đây không xuất hiện ở đường một chiều? Xin mời đội đỏ. 3. Vạch đơn. 2. D. D, vạch đôi liền nét màu trắng là đáp án chưa chính xác. Xin mời đội xanh. Dạ, câu C ạ. À. C, chính xác. Hay quá vậy ta. Tiếp theo câu số 9. Đây là biển báo 243A báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ được đặt cách đường ray. Xin mời đội xanh. Đáp án B ạ. B, 100m là đáp án chưa chính xác. Xin mời đội vàng. Câu C. C, 150m là đáp án chưa chính xác. Đúng. A, 50m mới là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta đã đi đến 9 câu rồi, chỉ còn một câu cuối cùng này nữa thôi. Và đây là câu ai cũng cần điểm với câu này cả, cho nên tập trung, tay lên chuông. Câu cuối cùng của vòng 1. Khi không có biển, cự ly tối thiểu giữa hai xe với tốc độ 80 đến 100 km/h, người lái xe phải giữ khoảng cách tối thiểu an toàn là bao nhiêu? Đội đỏ. Dạ, đáp án là đáp án 3. A. 2. 1. A là đáp án chưa chính xác. Xin mời đội vàng. Dạ, C. C, 70m là đáp án chính xác. Chúc mừng đội vàng. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc vòng đầu tiên. Số điểm các đội lần lượt như sau. Đội xanh 30 điểm. Đội vàng 50 điểm. Và đội đỏ đang dẫn đầu 80 điểm. Rồi, vậy thì xin mời các đội cùng quý vị khán giả chúng ta tiến vào vòng 2, loay hoay vòng xoay. Tổng cộng có 9 ô trên màn hình. Mỗi ô sẽ là một câu hỏi hoặc mini game. Đội chọn ô câu hỏi có 30 giây để trả lời. Sau 10 giây, có một gợi ý hiện lên màn hình, nhưng số điểm sẽ bị giảm 10 điểm. Đội chọn ô mini game chọn thách đấu một đội khác. Đội chiến thắng mini game nhận 40 điểm. Nếu hai đội hòa nhau, mỗi đội nhận 20 điểm. Đằng sau 9 ô là những chữ cái hoặc emoji để gợi ý cho từ khóa của vòng 2. Sau khi 6 ô được mở, ba đội có duy nhất một lần bấm chuông để đoán từ khóa. Đội đoán đúng từ khóa nhận được 50 điểm. Ở vòng này thì anh sẽ nhờ đội xanh là đội đầu tiên chơi trước, sau đó chúng ta đến đội vàng và đến đội đỏ. Đội xanh, chọn ô số mấy? Số 3 đây. Dạ, số 3. Số 3. Cho đội xanh. Mini game, hay quá. Mở màn mini game luôn. Em sẽ chọn đối thủ để chơi cùng trong mini game này. Một vàng hay một đỏ? Đội vàng đi. Đội đỏ, đội đỏ. Đội vàng. Hai đứa, chốt đi nào. Trời ơi, vậy là không được. Anh cho okay. 5 giây. Vàng. Vàng, dạ em đội 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 vàng ạ. Đội vàng đã được thách thức. Và mini game của chúng ta là liếc là biết. Màn hình lần lượt xuất hiện 5 từ khóa được diễn đạt bằng biểu tượng. Hai đội chơi nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai thì đội còn lại được quyền trả lời. Đội đoán được nhiều từ khóa hơn nhận được 40 điểm. Nếu kết quả hòa, mỗi đội nhận 20 điểm. Từ khóa đầu tiên. Xin mời đội xanh. Xe cứu thương ạ. Xe cứu thương là đáp án chính xác. Hay quá, nhanh lắm, tốt. Từ khóa tiếp theo. Xin mời đội xanh. Dạ, bắn tốc độ. Chưa chính xác. Xin mời đội vàng. Cung đường.
Cung đường là đáp án chính xác. Cung đường. Tiếc không? Tiếc không? Cung đường với bắn tốc độ gì? Em nghĩ sâu xa quá. Nghĩ sâu xa. Rồi, tiếp theo. Lưu ý, nhìn kỹ các gợi ý, không có chi tiết nào là thừa hết. Thời gian sắp hết. 5 4 3 2 Xin mời đội vàng. 3 Tây à, Đông Tây. Đông Tây là sai rồi. Đáp án là động cơ ô tô. Mùa đông dấu nặng là động cơ ô và cái tô. Khó đúng không? Okay. Mà nó cũng hợp lý mà. Hợp lý quá trời. Từ tiếp theo nè. Xin mời đội vàng. Cầu rồng. Cầu rồng là đáp án chính xác. Tiếp theo. Từ cuối cùng nha. Ô tô con. Đội vàng, ô tô con là đáp án chính xác. Trời. Trong mini game vừa rồi, đội chiến thắng là đội vàng với 3 từ khóa đáng được. Xin chúc mừng đội vàng có 40 điểm. Và chúng ta sẽ đến với đội vàng. Đội vàng ơi, ô nào đây? Số 9 à. Số 9 à. Đội vàng chọn ô số 9. Câu hỏi 40 điểm. Câu hỏi 40 điểm cho đội vàng như sau. Khi xảy ra tai nạn, người lái xe và người có mặt tại hiện trường phải làm theo thứ tự nào sau đây? Gợi ý đầu tiên, đầu cuối đều chặn, ở giữa đều lẻ. Quá dễ luôn. Xin mời đội vàng chốt đáp án của mình. 2 2 4. Chốt nè. 2 3 3 2 2 1 3 4. 2 1 3 4. 2 1 3 4 là đáp án chính xác. Chúc mừng đội vàng. Bây giờ là lượt của đội đỏ. Xin mời đội đỏ chọn ô số mấy? Dạ số 2 ạ. Đội đỏ chọn ô số 2. Câu hỏi 30 điểm. Trong khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa cho phép đối với xe mô tô khi tham gia giao thông trên đường đôi là bao nhiêu? Dạ 50. Bấm chuông để trả lời. Xin mời đội đỏ. Dạ 50 km/h. Bao nhiêu? 50 ạ. 50 km/h là đáp án chưa chính xác. Các đội còn lại, xin mời đội vàng. Dạ, thưa anh là 3. 60. 60 km/h là đáp án chính xác. Chúc mừng đội vàng. Hiện tại 3 ô đã mở ra, các bạn có thể nhìn thấy gợi ý của ô chữ bí mật trong vòng này. Kết thúc lượt thứ 2, tức là 6 ô đã được mở ra thì các bạn sẽ có cơ hội được đoán ô chữ này, nếu đội nào đoán chính xác 50 điểm về cho đội của mình. Rồi, bây giờ chúng ta đến với lượt thứ 2, đội xanh. Chọn ô số mấy? Dạ, chọn số 4 ạ. Đội xanh chọn ô số 4, xin mời ô số 4. Gói câu hỏi 40 điểm. I'm clear and strong. I face the breeze, protecting you from elements with ease. What am I? Câu hỏi tiếng Anh là làm khó thí sinh lẫn MC. Gợi ý đầu tiên. Protect you from sunny day or rainy day. Trả lời bằng tiếng Việt cũng được nha mấy đứa. Bấm chuông cho đáp án nè. Xin mời đội xanh chốt đáp án của mình. 3 2 Nghĩ là 1 Ô ạ. Ô là đáp án chưa chính xác. Xin mời đội đỏ. Dạ, đáp án của đội em là nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm là đáp án chưa chính xác. Đội vàng, có muốn trả lời không? Trả lời đi, sai thôi. Ừ, bấm chuông. 3 2 Em nghĩ là kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu là đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác của chúng ta là windshield, kính chắn gió xe hơi. Đội xanh lại chưa có điểm ở lượt của mình. Quá tiếc. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với đội vàng. Em chọn Em chọn số 8 ạ. Ô số 8 cho đội vàng. Câu hỏi 20 điểm thôi. Để điều khiển xe buýt cần giấy phép lái xe tối thiểu hạng nào? Chốt đáp án thì nhấn chuông nha. Gợi ý đổi sang thang điểm 10 là 4054. Xin mời đội vàng. Vậy là đáp án của em là D.
D. Hạng D. Hạng D là đáp án chính xác. Chúc mừng đội vàng. Sao em biết hạng D? Từ lúc nào? À, hôm qua em mới đọc luật. Mới đọc luật luôn? Dạ đúng. Ủa nhưng mà vậy thì tại sao phải đợi gợi ý? Cho chắc cú. Cho chắc cú đúng không? Đội đỏ ơi, lượt của mình. Ô số mấy đây? Dạ, em chọn số 5 ạ. Câu hỏi 30 điểm. Biển báo 221A là biển báo gì? Gợi ý đầu tiên, dậu. Gợi ý ngắn gọn. Yeah. Xin mời đội đỏ. À, em nghĩ là gồ ghề ạ. Gồ ghề. Về mặt ý nghĩa là đáp án chấp nhận được. Đáp án chính xác là đường có ổ gà lồi lõm. Thì gồ ghề nó cũng bao quát đi. Nhưng mà dù gì nha. Hiện tại 6 ô đã được mở ra. Có đội nào muốn đoán ô chữ bí mật không? Nếu có chưa có đội nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt cuối cùng. Đội xanh ơi, ô nào đây? Số 7 may mắn. Số 7 may mắn. Số 7 may mắn cho đội xanh. Mini game. May mắn không? Nãy mình đòi đó. Đối thủ của chúng ta sẽ là... Tụi em chọn màu vàng ạ. Đội vàng là đội được chọn để thi đấu trong vòng này. Mini game có tên như sau: hiểu hết ý. Tổng cộng có 5 từ khóa về giao thông. Đội bạn có 2 phút, một người gợi ý, một người đoán. Người gợi ý được dùng từ ngữ hoặc hình thể để mô tả, không được nói trùng bất kỳ từ nào có trong từ khóa. Đội đoán được nhiều từ khóa hơn nhận được 40 điểm. Nếu kết quả hòa, mỗi đội nhận 20 điểm. 2 phút bắt đầu. 4 từ. Leo lề là từ gì nữa? Có 4 từ. Xuân lớn hạ. Lớn lề. Đúng từ đầu rồi. Mình có xuân hạ. Mình nghĩ gì? Hè. Rồi, đó là từ đầu từ cuối. Ăn vặt. Lề đường. Đồng nghĩa với lề đường. Lề đường đồng nghĩa với lề đường là lề. Trời, bạn chiến thuật xong. Lan can. Không phải. Bỏ qua. Bỏ qua. Cái gì bữa chị mới nhận bằng B2? Bằng lái. Không. Ba từ. Giấy phép. Đồng nghĩa với giấy phép. Chứng chỉ. Không phải. Ba từ. Này chị đang là. Lái xe. Đúng chữ sau. Còn hai cái nữa. Con chim gì mà nó có thể đọc lại theo lời của mình. Vẹt. Đúng. Cà bè xe. Chính xác. Hay á. Chiến thuật tốt á. Rồi, chị thấy đi quận nhất á, chị thấy có gì mà cái gì mà hai tầng. Sai. Đã nhắc đúng rồi. Phạm Huy. Khi mà chị lái xe ô tô, chị nó có cái chỗ mà nó có tam giác, hình tam giác. Nó có mấy cái vạch trắng á, nó lại cái gì? Ba từ. Biển báo nguy. Không phải. Cái gì mà khi xe chị bị hư xong cái chị đậu vô. Gara xe. Hả? Không phải. Bỏ qua. Đường cao tốc hả? Không phải. Rồi, cái gì mà bữa chị mới nhận mà B2? Bằng lái. Rồi, thêm từ nữa. Bằng lái xe. Đúng. Chính xác. Hay quá. Tiếp. Rồi, lại cái từ đó. 10 giây cuối lớn cùng. Xe, lớn xe, lớn lề. Lớn lề xe. 4, lớn lề xe. 3, chị đúng được 2 từ đầu rồi đó. 1. Lớn lề. Hết giờ. Lớn chiếm vỉa hè, trời ơi. Rồi. Xin mời đội bạn chúng ta trở về vị trí và đội xanh tiến vào khu vực chơi. Hai phút cho các bạn. Bắt đầu. Có 4 từ. Giờ xuân, hạ, thu, đông. Rồi, mùa thứ hai là gì? Hạ. Đồng nghĩa chữ hạ. Mùa gì mấy đứa nhỏ được nghỉ? Mùa hè. Rồi giữ một chữ nha. Lề đường thì gọi là gì? Mua bán ở trên lề đường á. Cái đó là lấn chiếm cái gì? Lòng lề đường. Sai. Đã Phạm Huy. Từ tiếp theo. Cẩn thận. Này thắt cái gì? Thắt cà vạt. Một chữ thôi.
Cà. Con gì nói lại nói tiếng người? Con vẹt. Hai từ lại. Cà bạc xe. Chính xác. Này là gì? Ô tô. Không phải. Mô tô. Ô... bự nhiều dài. À, xe lửa. Bự nhiều ngắn dài đúng xíu, rồi. Ngắn lại xíu. Ngắn lại xe. Xíu. Xe. Giường nằm. À, xe buýt. Còn hai từ nữa. Xe buýt. Phạm Quy. Hai. À... lành quá. Cấp cứu thì sao? Cấp cứu. Trường hợp mà có xe cấp cứu là trường hợp gì? Rồi, Phạm Quy cấp. Tiếp theo. Đừng dừng quá lâu, nhanh lên. Bình tĩnh thôi. Thi cái gì A1? À, thi bằng lái xe. Chính xác. Hết từ rồi. Ở vòng vừa rồi, cả hai đội hòa nhau với số đoán được là 2 đáp án. Mỗi đội sẽ có cho mình 20 điểm. Có ai muốn đoán ô chữ bí mật không? Đội nào đoán? 5 4 3 2 1 qua. Rồi. Vậy thì bây giờ là lượt của đội vàng. Dạ, ô số 1. Ô số 1. Câu hỏi 20 điểm cho đội vàng. Dạ. Khi đèn sau ô tô có màu sáng trắng, ô tô đó đang trong trạng thái như thế nào? Dạ, xin đang lùi xe. Đang lùi xe là đáp án chính xác. Chúc mừng đội vàng. Bây giờ có ai đoán ô chữ bí mật không? Xin mời đội vàng. Năng lượng xanh. Năng lượng xanh. Năng lượng xanh là đáp án chính xác. Chúc mừng đội vàng. 50 điểm về cho đội của mình. Hiện tại đội vàng đã có 240 điểm. Xin chúc mừng đội vàng. Và bây giờ là lượt cuối cùng trong vòng này cho đội đỏ, ô số 6 dành cho đội đỏ. Mini game cuối cùng đội đỏ cũng đã được chơi. Đối thủ của bạn sẽ là? Dạ, đội xanh lá. Đội xanh lá là đối thủ. Mini game của chúng ta có tên là từ bí mật. Tổng cộng có 3 từ bí mật. Đội bạn chia hai vai trò, một người gợi ý, một người đoán. Có tối đa 3 lượt gợi ý cho hai đội. Mỗi lượt, người gợi ý được nói tối đa 2 từ hoặc một từ ghép. Không được nói trùng bất kỳ từ nào có trong từ khóa. Đội đoán được nhiều từ khóa hơn nhận được 40 điểm. Nếu kết quả hòa, mỗi đội nhận 20 điểm. Và từ khóa đầu tiên. Đi đông người, đông người. Đông người. Xe buýt. Chính xác. Từ khóa thứ hai. Hai chữ thôi nha. 5 4. Đi qua làn đường. Chưa chính xác. Nguyễn Kiệm. Năm. Bốn. Bồn Binh. Chưa chính xác. Năm. Ngã Tư. Năm. Ba. Hai. Bạch Đường. Chưa chính xác. Năm. Không dừng. Ngã Tư. Rau cuối cùng. Lượt cuối cùng. Qua xong. Bốn. Ba. Hai. Cột đèn. Xem. Đập. Qua đường. Đi bộ. Rồi. Kết thúc. Bỏ qua tờ này. Tờ tiếp theo. Máy bay. Bất lượng. Ngành học. Năm. Du lịch. Xác. Năm. Bốn. Ba. Điểm nhỏ. Cái gì? Điểm nhỏ. Năm. Điểm gì anh? Hỏi bạn em. Điểm gì? Điểm nhỏ. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Điểm nhỏ. Tôi đâu biết. Năm. Sân bay. Năm. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Lượt cuối cùng. 5. Phi công. 5, 4, 3,
2, 1, bất lượt. Đoán đại đi. Đoán đại đi. Ngành học. 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Hết giờ. Từ vừa rồi là hàng không. Điểm nhỏ là gì em? Là điểm nhỏ nhất là số 0 anh. Trời ơi. Ai mà biết? Ai mà biết? Em sao lộ. Điểm trời nhỏ ơi. Thì còn 4, 3, 2, 1 nữa phải có 0 thôi. Nhỏ nhất, tính là nói là nhỏ nhất rồi. Trời ơi, điểm nhỏ. Sao? Tiếc không? Tiếc. Tiếc. Và đội chiến thắng trong trò chơi vừa rồi là đội xanh. Xin chúc mừng đội xanh. 40 điểm này cho đội của mình. Và chúng ta vừa kết thúc vòng đấu thứ 2. Số điểm của các bạn lần lượt như sau. Đội xanh 90 điểm. Đội đỏ 100 điểm. Và đội vàng hiện đang dẫn đầu với 240 điểm. Rất tiếc. Sau vòng vừa rồi, chúng ta đành phải nói lời chia tay với đội có số điểm thấp nhất. Rất xích sao là đội xanh với 90 điểm. Mặc dù chúng ta vừa thắng mini game đầu tiên. Đội xanh mình muốn chia sẻ gì với các đội chơi cũng như là khán giả không? Dạ thì sau hai lượt chơi thì em cảm thấy là rất là vui. Và tuy là không được tiếp tục, nhưng mà em nghĩ là mình đã cố gắng hết sức rồi nên là không có gì phải buồn hết. Không có gì phải buồn hết. Rồi, em trai. Còn em thì cảm ơn chương trình đã cho em và bạn của em một cơ hội để được lên sóng cũng như là được tham gia các trò chơi và gặp gỡ hai đội chơi ở đây. Thật ra anh thấy mọi người cũng đã đi 2/3 chặng đường cùng với chương trình rồi, chỉ có vòng cuối nữa thôi. Mà rất tiếc là chúng ta chưa đủ điều kiện để tham gia vòng cuối cùng. Nhưng mà hai bạn đã chơi rất là tốt và anh rất là thích năng lượng của hai bạn. Dạ. À. Rồi, đội đỏ. Dạ. An toàn rồi ha. Dạ. Hiện tại đang đứng thứ nhì, cảm thấy làm sao rồi? Dạ, tuy đứng thứ nhì nhưng mà cũng hơi gọi là cách thấy đội vàng nó lớn điểm quá nên cũng hơi áp lực. Hơi áp lực. Áp lực là đúng. Bước vào vòng cuối cùng chúng ta nên áp lực nhưng chúng ta phải giữ tỉnh táo. Tại vì nói thì nói vậy thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở vòng cuối cùng đâu. Và đội vàng đang dẫn đầu, thấy sao rồi? Dạ em thấy giờ cũng đỡ hồi hộp hơn vòng 1. Đỡ hồi hộp hơn vòng 1 đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt đội xanh và mời các đội tiến vào vòng cuối cùng, tỏ tường sang đường. Tổng cộng có 5 câu hỏi phân tích tình huống từ các xa hình giao thông. Các đội có 30 giây để chọn một trong 3 đáp án, đỏ, xanh, vàng và khóa lại trong hệ thống. Đội có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành được 30 điểm. Cùng nhau đến với câu đầu tiên của vòng 3. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Thời gian bắt đầu. Đội vàng đã chốt đáp án. Đội đỏ cũng đã chốt đáp án. Cả hai đáp án đều là xanh. Hiện tại về thời gian thì đội vàng đang nhanh hơn. Và đáp án chính xác là xanh. Xin chúc mừng đội vàng. Đội đỏ ơi, mình trả lời rất là chính xác rồi, nhưng mà ráng nhanh hơn bạn nha. Phân tích nhanh lên. Rồi, cùng nhau đến với câu thứ hai. Trong trường hợp này, xe nào đổ đúng quy tắc giao thông? Đổ đúng nha. Thời gian bắt đầu. Đội vàng và đội đỏ đều có đáp án của mình. Đội vàng chọn màu vàng và đội đỏ chọn màu đỏ. Thời gian thì không quan trọng nữa. Quan trọng là đáp án nào, đáp án chính xác. Và đáp án chính xác là xe màu vàng. Xin chúc mừng đội vàng. Anh muốn hỏi đội đỏ là tại sao em chọn xe màu đỏ? Dạ, nhắn lộn. Một câu trả lời đơn giản thôi. Dạ. Phân tích giúp anh với. Dạ, tại vì á, đây là cấm biển cấm đổ cấm dừng. Mà biển phụ ở dưới là cấm xe tải và xe hai, mô tô hai bánh hay gắn máy gì đó. Cho nên mô tô hai bánh. Nên là xe con thì không, con không, không cấm không nên được. Là nó... Đúng rồi, được. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Xe nào được ưu tiên đi đầu tiên qua nơi giao nhau này? Thời gian bắt đầu.
cả hai đội đều đã có đáp án của mình. Đội vàng chọn màu đỏ và đội đỏ chọn màu vàng. Thời gian không xích sao bao nhiêu, cũng khá là gần nhau. Nhưng mà đáp án chính xác của câu này là đáp án của câu này là đỏ. Xin chúc mừng đội vàng. Trời ơi, tự hào. Vỗ tay. Rồi, tại sao lại là xe đỏ? Vì xe màu xa, xe, xe mũi tên đỏ, đỏ. Ừ. Thì nó trên đường ưu tiên nên nó được rẻ. Ok, vậy thôi. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Tại sao đội đỏ lại chọn màu vàng? Đừng nói bấm lộn nữa nha. Chắc em nhớ nhầm cái biển này là biển không ưu tiên. À, nhớ nhầm dạ. biển đúng không? Câu tiếp theo nha. Câu số 4. Xe nào vượt sai quy tắc giao thông? Thời gian bắt đầu. Đội đỏ rất nhanh đã có đáp án của mình. Đội vàng cũng có đáp án. Đội vàng chọn là màu vàng và đội đỏ chọn là màu xanh. Thời gian không quan trọng nữa. Quan trọng là đáp án chính xác là đáp án xanh. Chúc mừng đội đỏ, 30 điểm. Đội đỏ ơi, tại sao xe màu xanh? Dạ, theo em biết là vạch vàng mà không đứt có nghĩa là không được đè. Thì theo cái trường hợp màu xanh lá thì xe nó đang đè vạch. Chính xác. Và bây giờ là câu cuối cùng. Trong trường hợp này, xe nào được quyền đi trước? Thời gian bắt đầu. Đội vàng có đáp án rất nhanh. Đội đỏ cũng có đáp án rất nhanh. Cả hai đội đều có đáp án là vàng. Đáp án chính xác là vàng. Nhưng anh sẽ đọc thời gian của hai đội nha. Đội vàng 2,75 giây. Đội đỏ 2,78 giây. Chúc mừng đội vàng là đội nhanh hơn. Chỉ với 0,03 giây mà thôi. Chúng ta đã đi hết câu hỏi trong vòng này. Số điểm của các đội lần lượt như sau. Đội đỏ 130 điểm. Và đội vàng của đội chiến thắng chung cuộc với 360 điểm. Xin chúc mừng đội vàng. Rồi, vậy là 3 vòng chơi cũng đã kết thúc. Người thắng cuộc cũng đã xuất hiện. Anh muốn hỏi đội đỏ là tụi em đã chơi khá là xuất sắc, chơi ổn định từ đầu tới giờ. Không biết là mình cảm thấy như thế nào? Tụi em cũng đã chơi hết mình và cũng đã cố gắng trả lời những câu hỏi một cách nhanh nhất. Nhưng mà vẫn thua đội vàng. Và cảm nhận của em là kiểu rất là cũng nuối tiếc. Nuối tiếc ha? Dạ. Còn em thì thấy thông qua chương trình này thì em cũng như là bạn đây học được rất là nhiều kiến thức bổ ích về an toàn giao thông. Và em rất là biết ơn vì có thể là tham gia một cái chương trình thật sự là ý nghĩa này. Cảm ơn đội đỏ rất là nhiều. Thank you. Đội vàng, đội chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay. Mình có cảm xúc gì không? Muốn chia sẻ với quý vị khán giả? Em cảm thấy rất là vui khi được tham gia chương trình và truyền tải những cái điều bổ ích đến với mọi người. Em lúc đầu thì đội tụi em rất là run và sợ tại vì tụi em chưa có chuẩn bị gì cả. Nhưng mà với cái sự nhảy bén và nhanh nhẹn của tụi em và cùng hợp lực vào tối hôm qua, nên là tụi em đã cố gắng để đạt được giải ạ. Còn em thì em rất vui khi đã tham gia chương trình này. Lúc đầu là vòng 1 em rất là hồi hộp tại vì áp lực từ những vòng chơi tập trước. Thì trường em đều đạt được giải nhất nên là em cảm thấy em áp lực. Với lại hôm trước cái ngày quay này là em thi mà chiều nay em muốn thi nữa. Nên là em cũng không ôn gì hết. Em chỉ ôn trong vòng một đêm hôm qua. Và không ngờ lại được như vậy nên là em cảm thấy em rất vui. Dạ. Em cảm ơn mọi người vì đã cho em được cái trải nghiệm như vậy. Rồi, chúc mừng đội vàng. Và bây giờ xin mời các đội cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trao giải. Kính mời Trung tá Đinh Minh Vương, cán bộ tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và chị Lê Diệu Hoàng, giám đốc truyền thông công ty cổ phần dịch vụ Bạn Muốn Tôi Lái lên sân khấu để trao giải cho các thí sinh. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cho đến tận giây phút này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.